Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Sáng nay mời bạn cùng mình đi thăm mấy cái bẫy chuột bạn ơi. Hôm qua gài mấy cái im lắm. Khu vườn hổm mình lại đặt chấm lương đó, khu vườn mít. Hổm lại thấy có dấu chuột quá trời nên hôm qua mình xách bẫy là mình chiến luôn. Sáng mấy con chó chạy theo, thấy vậy chứ chạy theo chí nó quay về à. Xách đẳng có nhà kia có mấy con chó bự lắm, mấy con này nó làm không lợi đâu. Khu ngoài đây là mấy con chó này thua rồi. Người khác chiếm lĩnh rồi. Chạy xíu hoài đây à. Rồi đã tới địa bàn rồi đó. Đâu dám chạy theo. Khai trương cái đầu tiên coi. Hôm qua mình gài bẫy bự có, bẫy nhỏ có luôn. Bẫy nhỏ kiếm chuột cơm. Hôm qua gài 6-7 cái bẫy nhỏ vậy. Kiếm mới chuột cơm, bẫy bự săn cống. Cái này như có sập rồi bạn ơi. Lụm một con chuột cơm. Trời ơi, chuột cơm nó nhỏ xíu rồi bạn ơi, nó cứng cặp luôn rồi. Hàng chuột cơm siêu to luôn, cạt cái đuôi ngoài luôn rồi nè. Quá bự luôn rồi. Quá đã. Hết biết chuột không. Hôm qua cái mấy cái gặp nhỏ mình gài cặp bờ đê à, kiếm chuột cơm. Còn mấy cái gặp bự mình gài trong vườn. Địa điểm ngon lắm. Hôm qua lúc gài thấy dấu bươi, dấu bò, dấu đùng hang nào dữ lắm. Mình nghĩ nay có dính cống đó mà. Không biết cống bự hay cống tơ thôi. Quá đã con chuột thật chứ. Cứ ngắt cái lòng luôn rồi nè. Ghê. Mang ra đi hồi về lấy. Về còn hồi về mất tiêu chết luôn. Rồi một con đầu tiên. Dưới đèn cái luôn bạn ơi. Thừa thắng xông lên luôn. Bẫy nhỏ nữa. Thăm luồng bẫy nhỏ trước xong mới tới luồng bẫy bự. Cái này nghĩ chắc dính nữa. Chỗ đã lắm. Hello lụm. Thấy không? Biết lắm. Đường nào khỏe. Con này nhỏ hơn bạn ơi. Kẹt cái đuôi nữa nè. Con này nhỏ hơn. Cả con này là bẫy gắn cũng được rồi. Mà thịt cũng được rồi. Thịt con này là xương mềm. Vô duyên không? Lúc cái đuôi vô mày. Một con nữa, hai con. Hai cái, hai con. Rồi làm con chó này luôn. Chó nó lên đây luôn đi. Rồi về lấy. Có bạn, có bè đâu. Mang đây đi. Đó, hai chú. Khu bà đê. Qua gãy đâu hết nhớ luôn rồi. Đây nè. Chỗ có cỏ chẹp chẹp. Rộn cái này gì mà chết đó. Hôm qua gà màu chuối bạn ơi, chuối chín. Chuối xiêm chín. Dở quá. Để đó luôn đi. Đây là mấy cái nhỏ rồi ta. 3 cái không đó. 3 cái, 4 cái. Con gì? Hết hồn. Không nhớ luôn. Qua như gà 6 cái nhỏ thì lần qua cu tiên nó lấy mấy cái gãi nhà không nhớ. Hello rồi chết luôn. Ồ, chỗ đã hết biết ngay góc dừa luôn, không dính chuột. Rồi dắt này vô giường mít kiếm cống bạn ơi. Còn mấy cái ngoài kia chút ra sao. Vô để kiếm cống cho nó khù được cho sướng sướng. Có dính cống xiền luôn. Sáng nay không dính cống mà dở lắm, dở luôn. Lần ngoài cái này dính luôn, ngay cái đầu dôi nè. Cái này không cống cũng cơm, chắc ăn là dính đó. Không biết con gì thôi. Hello, chào bạn. Ủa, con chuột đâu? Ok, ok, trời ơi, con chuột nó bự bạn ơi. Hết biết con chuột bự rồi. Cả cái gữ á. Thua. Cân luôn đất được cái gữ. Hôm qua đĩa đĩa chỗ này ngon, lấy cái gặp bự gài luôn. Dính con chuột siêu mini luôn. Kệ có dính là mừng. Để đây đi. Không có cơm nhão theo đi. Yên tĩnh nha bạn. Có nó theo là thôi thôi.
nhồi trời đất hết trơn. Dính chuột cái là nó gòn đó chứ. Hello. Ủa, phải chỗ này không ta? Ở đây nè. Có sập rồi chắc cơm nữa, trong lỏng không thấy đèn hay gì ta. Khui. Trời ơi, thôi 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 rồi. Thôi rồi, trúng rồi. Ui. Trúng ổ rồi bạn ơi. Như đây cái không ta. Trúng ổ chuột mini rồi. Chúng ổ chuột gắn rồi. Như đây. Như đây hả, bên kia ta. Bên kia bạn ơi. Bờ nãy giờ chuột cũng đầy luôn. Dữ lắm chuột. Đuôi giống quá trời luôn. Con cống đang xì coi. Hello. Ngồi chết quất luôn. Quá dở. Khù con, khù con. Khù con. Có dính rồi, có dính rồi, có dính rồi. Rồi cơm nữa. Thấy thang đóng gác vô hiểu không? Các bạn nhìn cống nó đụng rồi. Đó. Cống đụng cỡ đó đó. Mình tại bà này chuột cơm nhiều quá. Cống chưa dính. Cơm thối thần cơm. Chuột cơm đó mà vô gặp nhỏ là cứng luôn á. Bự hơn con chuột nãy luôn. Cơm siêu to, siêu nái, siêu bự. Siêu khổng lồ. Có sạch nữa rồi nè. Rồi cơm nữa. Tha lá cây vô tùm lum cho người biết cơm rồi. Quá trời khu vườn nữa bạn ơi, cơm dữ lắm mà hơn bà vừa quá nữa rồi. Mỗi cái luôn. Quá hôm qua đem vàng gặp nhỏ vô đây tiêu diệt trước bữa hay bữa. Nào hết cơm nữa bắt được cống. Chứ để cơm là thua. Bự nữa nè. Rồi nó đi. Còn đây cái nữa. Cái này chắc con cơm nữa chắc rồi. Quá cơm. Sáng sớm là không sợ đói vậy đó. Cơm chén chén nồi nồi luôn. Bậy cơm luôn. Hello. Cái này dính chắc rồi. Cống với cơm thôi. Rồi đen đen đen. Đen nghe đen nghe. Khù con. Hơi nhỏ. Tơ à. Đỏ à. Ê, có khù là sướng rồi. Bớt cái móc lại cái coi. Có khù là mừng rồi. Phải dậy mới được chứ. Khù 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 luôn nè. Không tơ à. Nhưng mà con này cũng bằng 20 cơm rồi. Có khù là mừng rồi. Thành công. Đi săn cống không có cống quê lắm. Có cống gì nè được nè. Chẳng hạn nhỏ. Lấy uy tín đâu ha bạn. Dữ lắm chuột rồi. Tình hình là phát hiện khu vườn mới bạn ơi. Đầy chuột. Này mới gài có mấy bờ gài xương xương thử lửa. Khu vực này mà gài hết mấy chục cái gập con dừa nè. Rộng lắm. Dài dài tăm tăm lên kia. Khúc trên kia còn ngon dữ nữa. Quá dữ rồi. Trong này 5 cái 6 cái 6 cái mà dính 5 con. Có cái không dính. Cái đó chắc có chuột bự. Chuột bự nằm đó ba diện chuột nhỏ không dám vô. Chuột bự thì khôn không chịu vô. Đó, đã chưa? Một đống chuột luôn. Rồi, nhắc này còn vọng ngoài đây mấy cái nữa bạn ơi. Ba cái bự với lại hai cái nhỏ nữa. Trời vậy em đây. Nhắn 5 cái này dính 4 con nữa thôi. Hai con cống, hai con cơm. Ngon à. Cái nhỏ đây nè. Hello. Rồi không dính luôn. Cười gì. Điểm ngon hết biết mà không dính. Khu trong đây hai cái bự. Ngay lùm sậy dữ lắm. Lùm sậy luôn. Mà nghĩ chắc dính chục cơm nữa quá.
vài đêm đầu có chuột gom mấy chuột trước chứ cống là không kịp, thấy gà chừng 2-3 đêm gì nào mà hết cơm, thưa chuột cơm có sập hay gì cơ, đúng có chuột cống nó vô cơm thiệt trong lỏng cơm mà không nó bò bò trong gà nó. Biết chắc là chuột cơm. Mấy cơm này nó đi ăn sớm lắm, vừa chặn dạng là nó quất rồi. Chỗ này cái luôn, cho vào lá chuối đè rồi qua đẩy kính dữ vậy trời. Khui lụm cơm nữa, mỗi khoát thiệt chứ. Tiếp tục cơm. Sáng nay trúng mánh này, trúng 30 cơm rồi. Gại 10 mấy cái mà dính nãy giờ cũng hơi bị nhiều quá. Cả 10 con vậy phải không ta? Ghê thiệt chứ. Hầu như gặp bự là mỗi cái luôn á. Nãy giờ chỉ có 1 cái không dính rồi. Sướng, hết biết rồi. Cơm bự bự không? Lắp con cống siêu to coi. Hello. Ê, hình như đang thùi lùi luôn. Nó có cống nha. Đây. Bự con nãy xíu. Cái này là ngon rồi. Tối hù vô đây tối tối mà ảo ảo quá, khó chịu quá. Lâu ra đi. Có cống luôn. Tầm con nãy à. Ngon lạnh. Chắc này còn cái siêu mini chỗ này nữa hết rồi. Gắn kiếm con cơm nữa coi. Vớt con cơm cuối cùng coi. Hello chào bạn. Ủa qua gãy đâu trời. Ồ giờ bên đây mà hello bên kia. Ồ bởi vì chết luôn. Hello lộn chỗ mới giận không vô luôn à. Rồi thôi gì à. Như cũng im rồi. Khu nó còn mênh mông chảnh bạn ơi, biết nhiều chuột mà nói. Tính ra biết nhiều chuột đâu, đêm nó cắn mít cũng hơi bị nhiều à. Mít mà chín chín nó luộc hết luôn á. Nên mình bẫy được chuột là người ta mừng lắm. Hôm mình vô mới thử có 2-3 bờ à, còn lúc lúc chảnh á. Tới tầm tầm mi mi vậy. Khu này dữ lắm chuột. Để bữa nào tăng cường mình bào khu này một bữa cho đã cái này. Tiêu diệt hết chuột luôn cho bà con đất bớt lo hả. Trừ hại cho dân nha. Quá đã. Rồi tổng thành quả sáng nay đây các bạn ơi. Hôm qua mình gài 9 cái gặp bự mà sáng nay dính được 8 con. Ghê hồn không. Con cái một là không dính đó. Rồi gài được 6 gặp nhỏ dính được 2 con. Gặp nhỏ thì nói chung nó không hiệu quả mà gặp bự rồi. Quả đã thiệt chứ. Gài gặp nhỏ thì chuột cống rồi nó lại gặp lại lắc đầu mà đâu vô được. Cơm mới vô được. Ngon lành ha. Sáng nay dư mồi luôn rồi. Tổng thành quả được 10 con đúng luôn á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con. 10 con mà được mớ cơm bự. Thôi à, không được đi theo rồi giờ. Bức xúc lắm phải không? Đó con chuột cơm nó bự nữa, màu vàng nữa đó. Cơm nhão. Thôi nghe. Hàng cống tơ. Mấy chuột cơm siêu to khổng lồ với lại mấy chuột nhỏ nhỏ. 4 5 4 3 2 chuột nhỏ, 1 con nhỏ, 2 nhỏ. 2 nhỏ à. Còn như bự không? Đã thiệt. Sướng 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 sướng. Chuột con mấy con này bự rồi, hết hồn rồi. Thối thần chuột con. Con này cũng bự nè. Con nào cũng bự chứ. Sướng sướng sướng. Tạm thời cho nó lên gác ở đây đi bạn ơi. Rồi suy nghĩ rồi làm gì tới nó mình tính sau. Đã thiệt chứ. Cống cái này thì tơ là cái đó nhai lưu xương. Chưa bự lắm. 2 con nhập lại mới bự. Khu đó mình nghĩ còn cống bự nhiều lắm nhiều. Từ từ.
không gài tay vòng vòng đó, ta làm sạch cỏ hết rồi nè, nên nó gom về khu đó còn cỏ đó, cống này khoái cỏ non lắm, ngon lành. Từ từ cũng lụm hết thôi, con này bự rồi, để nó đi xử lý sao. Mấy con chuột đồng các bạn ơi, dắt nãy thành chuột nhà rồi nó chui vô nhà uống quả chuột nhà, chuột chảo đây đó, nên mần mấy con bạn ơi, khìa nước dừa lâu lắm mà không có ăn món chuột khìa nước dừa, nãy mình chiên xương qua nó hơi vàng vàng rồi nè, vậy em đổ nước dừa vô cho nó sắc vậy nó mới ngon. Còn bạn nào muốn khìa sống luôn cũng được, khìa mà mình không chiên cũng được, mà mình khoái chiên gì nè, chiên cho nó vàng vàng lên nè, ẩn ẩn nè, mình khìa cái hồi nó lên màu vàng đẹp đó, ngon lành luôn. Chuột này nói chung là làm được nhiều món ngon lắm nha các bạn, khìa chiên nước mắm, nướng xào lá cách, hay là cốm lá cuốn lá lốt, xào lăn nấu mẻ canh chua, nói chung món nào cũng ngon chứ. Nếu bạn nào biết ăn thịt chuột thì thịt chuột này ăn là thịt gà không có qua, còn bạn nào không biết thì thua, bó tay ớn ớn ghê ghê ha, nhưng mà ăn vô phê lắm rồi, ngon lành. Giờ chờ đợi nó sắc thôi bạn ơi, chế nước dừa nhiều nhiều gì nè, nó thấm vô tới tỷ luôn, ngay luôn xương sướng. Thơm quá thơm à. Dắt này nước bắt đầu rút xuống rồi bạn ơi, nãy mình chiên trước nên cái màu nó lên hơi vàng nữa ha. Khi ở đây mình khoái ngọt ngọt à, nhà mình ăn hơi ngọt, nhưng mấy nó nhỏ nó cũng khoái ngọt nữa cho nó cạp. Còn nhiều bạn nào thích ăn mặn mặn thì mình bỏ hạt nêm nhiều vô, nước mắm nhiều vô, hoặc muối, mình không có xài muối, hạt nêm với lại nước mắm mà mới ngon, khỏi bỏ muối. Nhìn màu gan chuột khô khô vàng cháy luôn, nãy chiên vàng khác khác nên vàng, ra nước vàng im gì là lụm được rồi nè, mềm xèo luôn, quá im. Ngon lành này, vừa ăn luôn rồi đó, quá đã, thơm quá thơm mà chịu hết nổi luôn rồi. Theo nước sạch sạch này mình sắc hành bỏ vô ha, chan bún ăn cũng ngon lắm ta, vô khúc luôn á. Có bạn nào cảm nhận được cái mùi thơm của chuột chưa? Cạn địa bạn ơi, chuẩn bị bắt cá nha, quá đã, lên màu nhìn ngon ha. Này bạn nào nhát nhát sợ trắng trắng á, chiên vàng vàng vậy là đúng bài luôn á, quá đã. Biết nhỏ nhỏ chút bạn này, này mình xào xiết nữa cho nó dính vô cái đen đen rồi mà khét khét rồi nó đen này. Rồi này sắc miếng dưa leo ha, chải đít dĩa ha, mới đậu gầm ha, xà lách nữa ha, quá sướng quá sướng, quá thơm. Thấy vậy chứ mình ăn chuột mình không khoái ăn cái đùi sau, khoái ăn cái cục mà cái này nè, miếng này nè, có bạn nào giống mình không đó, cái bên hông á thuộc gan cái nách á, ba gọi á, khúc này là khúc ba gọi, còn khúc xích trên đây là sườn, đây này là sườn, cái khúc mà từ sườn tới ba gọi á ngon lắm, thịt không mà nó gớt ra miếng nè, đây là như miếng này nè, đó chất lượng cao luôn á, ngon cực kỳ. Miếng nó ăn nó ngon mà nó thấm mà không có xương, nếu mình cạp bên đây cạp bên kia cái thịt khóc. Rồi chưa, tắt bếp bạn ơi. Này sắc dĩa dưa leo ha, vài cọng lá cách, vài cọng chảy nước miếng, nói chuyện mà diễn tả không nổi luôn. Xà lách ha, vài cọng rau ôm ha, rau găm ha, cái gứa đậu phộng lên ha, làm vài lon bia lắc xê ha. Ui quê như con dê luôn, ngon chưa. Có bạn nào hèm chảy nước miếng chưa? Quá ngon luôn. Mời bạn cái đùi nè, trời lớn luôn đó. Ôi, gấp cái tay mà tay nó gung gung luôn bạn ơi, nó ngon á, quá đã luôn. Tay này nó gung dữ ta, làm như nó thiếu bia sao. nó chỉ nhậu nhiều, giờ gặp bia rượu bia sợ chết, gặp là phải uống sợ chết. Ngon quá. Rồi thôi mời bạn thịt chuột của mình nha, ăn trên chảo luôn vậy mới ngon, để mình thử làm miếng nách này coi, miếng ba gọi nè bạn ơi, vô bạn ơi, ăn liền trên chảo luôn nha.
Ngon, ngọt, hơi mặn mặn, mà nó cảm giác béo béo thơm. Làm miếng sườn non mang đây, vô nè, quất nguyên miếng bự luôn, siêu to khổng lồ luôn. Mời bạn nghe, hai bạc vô. Ngon quá, ngon lắm rồi, hơi nóng. Chua cái này mình nhai luôn xương được rồi, khỏi lấy xương, ngon lắm, xương béo, ngon thiệt. Lâu lâu ăn là cục chuột, tuyệt vời mặt trời luôn. Này ăn hết chuột đấy, chảo vào trong cơm ăn cũng sướng thôi mà. Quá ngon. Sướng thiệt. Quá ngon. Rồi mời bạn chuột nha. Mình cũng xin kết thúc clip đây luôn bạn ơi. Sáng này dạo dạo mấy cái bẫy được con chảo chuột khìa, quá sướng quá sướng. Này mấy chuột nhỏ nhỏ nữa. Đây nữa bỏ vô cái lợp gắn đi, đặt dài dài có em gắn đâu. Muốn lên chảo nữa không? Rồi thôi chào bạn nha. Gặp lại các bạn vào khung giờ điện thoại 8 giờ sáng mai nhé.